Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn đó là chiếc cối đùn 42 hiện bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì với chiếc cối đùn 42 này thì giúp cho các bác nào mà có thể là nghiền được các loại thức ăn như là các loại xương ống này, như là gà này, xương lợn này, hay là các loại thức ăn khác mà chúng ta cho những loại vật nuôi như là con chó này hay là con cá. Đấy, các loại thịt thà thì chúng ta sẽ bỏ hết vào cối đùn này và chúng ta sẽ tiến hành nghiền lát. Và nó sẽ là rất hữu ích, bổ ích cho những cái loại động vật của chúng ta đấy ạ. Thì hôm nay đã chuẩn bị một chiếc cối đùn để em review chi tiết cho các bác. Đấy. Trên màn hình của các bác đó là chiếc cối đùn 42. Đây các bác phải nhìn đấy. Thì nguyên liệu của chiếc cối đùn này nó là 100% là bằng gan đấy các bác. Đây, từ cối này. Đây, em có thể tháo ra cho các bác dễ dàng nhìn thấy. Chiếc cối đùn này thì các bác lên về để lắp cho những cái motor tầm 3kW đến 4kW và chúng ta có thể là dễ dàng vận hành cái chiếc cối đùn này với năng suất rất là cao. Đấy, nó sẽ năng suất khoảng là 250 cân đến 350 cân trên một giờ. Đấy, rất là lớn. Đây mặt sàn đi theo máy là mặt sàn 8 ly nha các bác. Đấy, mặt sàn này, các phụ kiện như là dao này, đấy, đi theo máy này, rất là chắc chắn luôn bằng gang. Đấy. Đấy, các bác có nhìn cái trục này. Đấy. Đấy, trục cũng bằng gang, rất là chắc chắn luôn. Nó sẽ hạn chế được cái việc bằng sắt thép nó dễ han rỉ. Đấy. Đấy là tháo hết các chi tiết bộ phận ra rồi. Phải lắp vào đơn giản thôi. Các bác cứ lắp theo chúng ta tháo cái gì ra trước thì chúng ta sẽ lắp vào trước. Đây là một chiếc cối đùn 42. Đi kèm các phụ kiện đi kèm đó là các bác có thể nhìn thấy. Đây là buli này. Đấy, buli là buli đôi nha các bác. Rất là to. Đấy, năng suất của thực tế của chiếc cối đùn 42 này nó rơi vào khoảng 250 đến 350 kg. Thì các bác có thể bỏ những cái nguyên liệu như là xương lợn này, xương ống này hay là những cái con, gà chết ấy. Các bác có thể là đùn hết ra làm thức ăn cho cá, thức ăn cho chó, rất là bổ ích, bổ dưỡng luôn. Các bác nên sử dụng cái loại motor là 3 đến 4 kW để có thể tối ưu hóa. Các bác có thể tối ưu hóa được cái năng suất thực tế của chiếc máy này. Cối đùn 42. Thì trên đây em đã giới thiệu sơ qua cho các bác về dòng sản phẩm đó là cối đùn 42 bằng gang. Thì mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm các bác vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại em đã lưu dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.